Linh ơi, thử ra đoạn này là cũng được đấy. Mà này, sao cậu không thể bỏ cái khẩu trang ra được à? Ai cũng biết là răng lợi cậu xấu rồi, bỏ ra đi, trông phát ngốt lên được. Này, cậu ấy đeo hay không ấy thì là quyền của cậu ấy, kệ cậu ấy đi. Thì tớ thấy ngứa mắt thôi mà. Mà này, bài thuyết trình lần này tớ hay là cậu thuyết trình đấy? Kìa, sao lại là tớ với cậu? Ở đây nhóm mình có 3 người cơ mà. Linh cũng có thể thuyết trình được, đâu nhất thiết phải là tớ với cậu đâu. Cậu buồn cười thật. Linh, cậu có muốn thuyết trình không? Bởi vì tớ thấy là cái đề án lần này ý, cái phần quan trọng nhất cũng là do cậu làm mà. Không được, tớ không đồng ý. Ngoại hình xấu xí như thế không thuyết trình được đâu. Này, cậu ăn nói lịch sự một chút đi. Cậu đừng có mà chê bai người khác như thế. Tớ đang nói sự thật. Cậu không nhìn à? Răng xấu như thế, chả nhẽ lên thuyết trình lại đòi đeo khẩu trang à? Có mà làm trò cười cho cả lớp. Những bài thuyết trình như thế này phải để tớ với cậu, những người có ngoại hình ưa nhìn mới lên thuyết trình được thì mới được điểm cao chứ. Thôi Kiếm Anh ạ, tớ thấy My nói cũng đúng đấy. Tớ không làm được đâu. Tớ xấu như thế này làm sao mà đứng được trước đám đông chứ. Đến cười tớ còn chẳng dám ấy chứ. Cậu biết thân biết phận thế là tốt đấy. Này, cậu thua đi được không? Linh, thôi rồi, nếu như mà cậu không muốn thuyết trình ý thì tớ không ép. Nhưng mà cậu cũng đừng tự nhận mình xấu xí như vậy nữa. Cậu phải tự tin lên đi chứ. Nói thật với cậu nhá, trong mắt của tớ ấy, cậu lúc nào ấy cũng cực kỳ là xinh gái đẹp luôn. Cảm ơn cậu nhá. Mà này, không phải là cậu có hẹn với câu lạc bộ bóng đá à? Ui, chết rồi, tớ muộn mất rồi. Chắc là tớ phải đi đây. Hai cậu làm nốt đi nhá, rồi tối tớ sẽ gửi nốt phần của tớ lại nhá. Ok. Ok, bye bye. Tớ đi đã. Bye bye. Bye bye. Cái gì đây? Đã xấu xí lại còn tỏ ra đáng thương nữa à? Mày định ve vãn Kiếm Anh chứ gì? Đừng có mà mơ. My, tớ không biết là mình đã làm gì để khiến cho cậu tức giận đến vậy luôn đấy. Còn giả nai nữa à? Mày đừng tưởng tao không biết. Mày thích Kiếm Anh đúng không? Kiếm Anh là của tao. Tao nói cho mày biết, cái loại xấu xí như mày ấy không xứng đáng với cậu ấy đâu. Đừng tưởng mình là quạ mà có thể biến thành Phượng Hoàng được. Tớ không mơ tưởng gì hết, thế nên cậu không cần phải lo. Và còn nữa, Kiếm Anh, cậu ấy không phải là đồ vật, cậu ấy không phải là của ai cả. Mày còn dám dạy đời tao nữa à? Tao nói cho mày biết nhá, nếu là tao ấy có hàm răng xấu xí như mày, tao thả chết quách đi còn hơn. Hôm nay cậu gọi tớ ra đây có việc gì không? Linh này, hôm nay thì cũng là bế giảng rồi, mà sau này thì chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau nữa. Nên là hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nói đi. Thật ra thì Linh, tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội. Cậu là bạn gái tớ nhá. Sao cậu lại thích tớ được chứ? Cậu vừa học giỏi, gia đình lại khá giả, lại còn đẹp trai nữa. Còn tớ thì học hành bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Ngoại hình của tớ thì cậu biết rồi đấy. Khẩu trang đối với tớ như là quần áo mặc mỗi ngày vậy. Tớ thậm chí còn không thể ra ngoài đường nếu như không có khẩu trang. Tớ... Linh à, tớ thích cậu là bởi vì cậu chính là cậu. Tớ không quan tâm người ngoài, người ta nói gì về cậu. Đối với tớ, cậu luôn là cô gái đẹp nhất. Tớ không xứng đáng với cậu đâu. Tớ không đủ tự tin để đứng cạnh cậu nữa.
Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đi theo dõi tôi đúng không? Sao cậu có thể từ chối tôi để thích con vịt xấu xí này được nhỉ? Cậu đúng là bị điên rồi. Tôi thích ai ấy thì đấy là quyền của tôi, không liên quan gì tới cậu cả. Còn nữa, cũng đừng bao giờ dùng những lời lẽ như vậy để nói về Linh nữa. Tôi cứ thích nói đấy thì làm sao? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Cậu nghĩ con vịt xấu xí như cậu mà biến thành thiên nga được à? Cậu không có cửa đâu, trừ khi là cậu phải đi đầu thai lại. Này, tôi không phải là đồ của cậu. Cậu và tôi không liên quan gì tới nhau cả. Đây, cậu nhìn cho kỹ đi. Đây là cái khuôn mặt đằng sau cái lớp khẩu trang này đấy. Cậu, sao cậu lại có tấm ảnh này? Cậu mau xóa nó đi. Tôi không thích xóa đấy. Nếu cậu dám đến với Kiếm Anh, tôi sẽ up ảnh này lên cho cả thế giới biết bộ mặt xấu xí của cậu. Này, cậu đừng có mà có đáng. Linh, tớ xin lỗi. Thôi, chuyện của hai cậu tự giải quyết đi. Tôi đi về đây. Này, ai cho cậu đi? Tôi còn chưa nói xong. Linh ơi, cậu đi đi. Tớ sẽ chờ cậu, nhất định tớ sẽ chờ cậu. Tớ sẽ chờ đến khi nào mà cậu đủ tự tin đứng cạnh tớ. Bỏ tớ ra. Cậu ngồi xuống đi. Cậu bị điên à? Cậu xem, cậu có giống người bị điên không? Bực không chịu được. Cậu dám vì con vịt xấu xí đấy mà mắng tôi à? Đúng vậy đấy. Trong mắt tôi ý, Linh ý còn đẹp hơn gấp vạn lần cậu, còn tốt hơn gấp vạn lần cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Cậu không biết là công ty của bố cậu đang cần công ty bố tôi rót vốn vào à? Tôi sẽ bảo bố tôi không làm ăn với công ty bố cậu nữa. Cậu đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình đấy. Chủ tịch một công ty mà lại phải đích thân đến đợi một người mẫu à? Chẳng phải là cô cũng như vậy sao? Tôi đâu có giống cậu. Chả qua tôi với trợ lý của Linh Linh là bạn cũ, nhân tiện chuyện hợp tác lần này nên là tôi đến thăm bạn thôi. Mà tôi nghe nói công ty cậu đợt vừa rồi có vẻ khó khăn. Cậu đã phải dùng hết vốn vào sản phẩm lần này đúng không? Thế cho nên hôm nay cậu mới phải đích thân đến để gặp cô ấy. Cô ấy quá nổi tiếng mà. Quảng cáo sản phẩm nào là sản phẩm đấy cháy hàng. Nhưng mà cậu tốn công rồi. Chắc chắn với mối quan hệ của tôi và trợ lý cô ấy thì cô ấy sẽ hợp tác với tôi thôi. Linh Linh là người mẫu chuyên nghiệp, và tôi tin là cô ấy cũng sẽ làm việc chuyên nghiệp. Sẽ không chỉ dựa vào mối quan hệ mà sẽ dựa vào cái thái độ và sự chân thành của nhãn hàng. Để rồi xem. Mà với thái độ này của cậu, chắc là vẫn ghét tôi bởi vì tôi đã phá hoại hai người đúng không? Sao? 2 năm rồi mà vẫn còn chờ à? Này, có si tình ý thì đối tượng cũng phải phù hợp một tí chứ. Đằng này đúng là nực cười mà. Này, tôi vốn dĩ đã không chấp cô rồi. Thế cho nên ý, đừng có bán nói quá đáng. Thế thì cậu thử chấp cho tôi xem nào. Tôi cứ nói thế đấy. Tôi cứ thích nói xấu con bé xấu xí đấy đấy. Sao? Sót à? Sót thì cậu làm gì được tôi? Cậu... Đúng là không hổ danh nữ diễn viên quốc tế. Cô có nụ cười xinh thật đấy. Hàm răng thì còn trắng sáng nữa. Cảm ơn cô. À, chắc là trợ lý của cô cũng nói với cô về tôi rồi chứ? Vâng, tôi cũng đã nghe qua trợ lý của tôi nói rồi. Có phải là công ty của cô hiện đang trên bờ vực phá sản, muốn hợp tác với tôi để đẩy mạnh thương hiệu đúng không? Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi tên thật của cô là gì được không? Vì nhìn trên ảnh, tôi nhìn trông cô trông rất quen, nhưng mà bây giờ gặp ở ngoài đời thật thì trông cô rất giống với một người bạn cũ của tôi. Vớ vẩn. Cậu làm sao mà quen người mẫu được?
lâu không gặp. Linh, là Linh phải không? Cậu về lâu chưa? Ôi, tớ đã tìm cậu rất lâu rồi đấy. Tại sao cô lại trở nên xinh đẹp như thế? Chính là nhờ những lời sỉ nhục của cô trước đây đấy. Chính nhờ những câu nói ấy đã tiếp cho tôi thêm động lực kiếm thật nhiều tiền, tích kiệm và đi làm lại răng. Tôi đã đến nha khoa VIP Lab để nhận lấy cơ hội đổi đời. Nha khoa VIP Lab có thể giúp gì được chị ạ? Dạ, em muốn làm răng ạ. Em mời chị vào trong ạ. VIP Lab sẽ tận tình phục vụ chị ạ. Em mời chị ạ. Em chào bác sĩ ạ. Bạn nữ này muốn kiểm tra răng thì bác sĩ kiểm tra và tư vấn giúp bạn đấy ạ. Thế anh mời em lên ghế nhé. Mời em lên ghế nhé. Em Hà biện giúp anh nhé. Bây giờ nha khoa VIP Lab bên anh thì sẽ làm lại răng cho em nhé. Chính nhờ có nha khoa VIP Lab mà hiện tại tôi đã cảm thấy rất tự tin. Bây giờ thì tôi có thể đứng trên sân khấu trước ánh đèn flash và dưới hàng nghìn người được rồi. Tốt quá rồi, như vậy là tốt quá rồi. Và tôi còn có thể tự tin để đứng bên cạnh người tôi yêu nữa. Không biết là cậu còn chờ tớ nữa không? Đương nhiên rồi, tớ vẫn giữ lời hứa mà, tớ vẫn luôn chờ cậu. My này, chắc là cô phải ngạc nhiên lắm khi chứng kiến được hình ảnh vịt hóa thiên nga ở ngoài đời thực đúng không? Là ngày xưa tôi đã đối xử không đúng với cậu, cậu đừng chấp nhận tôi nhé. Còn về chuyện hợp tác lần này thì tớ xin lỗi, tớ không thể hợp tác với cậu. Tôi sẽ không thể hợp tác được với một công ty làm ăn gian trá. Điều đó sẽ khiến cho hình ảnh cá nhân của tôi xấu đi trước mặt công chúng. Và tôi phải giúp người yêu tôi nữa chứ, đúng không? Linh, bây giờ em đẹp lắm, em xinh hơn xưa rất nhiều đấy. Mà đẹp nhất là nụ cười của em đấy.